giờ thứ sáu ha, thứ sáu ngày 27/9, lâu lắm rồi mình không có ra xe, không có đi đâu á. Nhưng bữa trước cũng có đi nhưng mà đều cũng có quay clip nhưng mà không có ra clip, là bởi vì cái nhất là cũng hơi lu bu công việc, cái thứ hai là nó cũng có nhiều việc xảy ra ha, bão bùng rồi bà con này kia nên cũng có tâm trạng làm. Với lại thời điểm đó mà mình ra clip này kia nhìn thấy nó vô duyên lắm nên là mình không có làm luôn, mình bỏ luôn, bỏ hết mấy sụp luôn. Mình được cái bạn bạn solo cam 07 á, cái bạn mà hay đi cắm trại với con mèo á, bạn chia sẻ cho một cái điểm cam ở bên Hồ Trị An. Mình thì chưa tới lần nào nhưng mà có vẻ như là cái điểm đó mình thấy nó đẹp, cái đường vào nó đẹp ra, còn thực tế nó như thế nào thì để mình trải nghiệm xong rồi mình sẽ làm một clip. Mà trước tiên thì trước mấy cái tour mà cắm trại mà đi một mình thì mình hay có thói quen mình xem dự báo thời tiết ha. Xem dự báo thời tiết là một cái trong những cái bước mà nó cũng không phải là cái gì nó ghê gớm đâu, chủ yếu là mình chuẩn bị đồ đạc cho nó phù hợp với lại cái chuyến đi thôi, để nó đỡ phát sinh cái này kia không vui. Ngày mai trời nắng trời, ngày mai trời nắng, nhiệt độ là 24 đến 33 độ. Đây cứ mấy bạn có tìm hiểu thì cứ vào đi xem, không cần phải ép ít gì ghê đâu, trên điện thoại mình có sẵn á. Thì theo cái này thì mình thấy là cái nhiệt độ nó đỉnh cao là vào tầm đâu đó là 12 giờ đến 3 giờ. Cái khả năng mưa là 40%. Khả năng mưa là 40% ở khung giờ là 6 giờ đến đâu đó khoảng 10 giờ sáng ngày mai. Cho nên là nếu mình đi cắm trại thì mình đi buổi chiều, đến đó là ở lại tối rồi sáng sau về à, thì nó cũng phù hợp. Đó thì cái ngày hôm sau của nó đó là nó cũng khả năng mưa là 50%, rơi vào khung giờ 6 giờ đến đến cũng 10 giờ. Như vậy mình về trước khi nó mưa. Hy vọng 6-7 giờ nó không ăn sáng xong là mình về. Đó thì cái mặt ý tưởng nó là như vậy ha. Rồi còn cụ thể chuyến đi nó như thế nào thì phải phải đi rồi mới biết. Hy vọng là nếu có mưa gì đi nữa thì nó cái lều nó cũng chịu được. Trong khả năng chịu đựng của nó. Và quan trọng là nó đừng nhích nhác quá, tại cắm cắm lều mà mưa là nó nhích nhác, nó ẩm ẩm khó chịu lắm. Nên là mình sẽ phải chuẩn bị một vài thứ để mà trong trường hợp nó mưa đi nữa thì nó vẫn đảm bảo là có một cái giấc ngủ nó an toàn và nó ngon lành. Mình đi giờ này là tại hôm hôm rồi mình nghe chị An xả đập á, xả xong rồi nên là giờ an toàn. Đi chơi mà nhát, nói chung nó không phải là nhát gì nhát nhưng mà đều đi nó phải an toàn. Mình đâu phải mình chơi cho sướng cái thân mình đâu, nó còn liên lụy bao nhiêu người nữa, cho nên là mình đi thì đi, vui thì vui nhưng mà phải đảm bảo an toàn cho bản thân ha, để cho chuyến đi nó thật sự là vui. Rồi mọi người cùng đón xem clip của mình ha, bye bye. Nghĩa là trời nắng đẹp như dự báo ha mọi người. Nắng chói chang luôn mà xuất phát hơi trễ. Dự kiến 12 giờ hơn đi mà giờ 2:30 mới đi. Trời nắng vậy mà nếu mà lên trên kia nó không mưa thì dư dư sức đủ thời gian để dựng lều. Lâu quá không đi rồi, lên chiếc xe nó hơi loạn choạng chút, chắc cũng phải đâu lâu rồi, tháng 3 tháng 4 gì á.
giờ cuối tháng 9 rồi. Nghe ngộ thiệt. Nó không có giờ cao điểm gì hết trơn á, giờ nào cũng kẹt hết á. Đó còn có giờ kẹt xe, khung giờ kẹt xe nữa. Cái giờ thì giờ nào cũng kẹt á. Giờ mình đang ở đường Phạm Văn Đồng. Mình đi cái tuyến đường trong, đường Bửu Long á, chứ không có đi đường ngoài. Giờ này đi đường ngoài chán lắm. Xe lớn không à. Rồi đi giờ này thì phải đi đúng làn, đúng tuyến. Cái nón bảo hiểm độc không? Đường quá đông. Mốt mà thu phí kẹt xe nữa chắc vui à. Kẹt xe tiếp rồi phải dừng lại trả phí hoặc là kiểm tra. Đây nhiệt độ ban ngày nóng 36 độ chứ. Nhiệt độ môi trường 36 độ. Hy vọng tối ở trên kia nó mát. Dự báo là 24 đến 33 độ đó. Nhưng mà báo nó vậy thôi chứ còn nó sẽ chênh lệch mấy độ ấy. Ở đây chạy rất là dễ bị mấy anh thổi ha. Nó có một cái làn bên ngoài, nó để biểu tượng là có xe Honda chạy luôn. Nhưng mà một đoạn á thì cho chạy giới hạn khung giờ là 6 giờ đến 7 giờ và 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. Một đoạn thì không có, tự do một đoạn thì không chết. Hy vọng là sẽ có một đêm cắm trại không mưa bão. Mưa thì nó cũng vui á, chứ không vấn đề gì đâu. Nhưng mà đừng có mưa lớn quá thôi. Mưa nhẹ nhẹ cũng vui á. Người nó mát mẻ mà nó chiêu chiêu. Đến bây giờ 3 giờ 20 rồi mới tới cầu vượt Linh Xuân nè. Trời ơi. Là biết mọi người biết xe nó đông cỡ nào rồi ha. Mà giá là đi xe máy đó. Nếu mà đi ô tô thì hả, không biết bao lâu nữa. Xe máy là còn luồn lách rồi được á. Mọi người thấy cái chùa ở trên đỉnh núi không? Nó là chùa Châu Thới. Hồi xưa mình học trên làng đại học mình hay chạy qua đây lắm. Nó có một cái đường đi vào trong đó chạy thẳng lên núi luôn. Honda đi cũng được nhưng mà xe phải khỏe khỏe xíu, tại nó có một cái đoạn dốc rất là đứng. Xe không khỏe lên nổi đâu. Ô tô thì lên thoải mái. 3 giờ rưỡi tới cầu Hóa An ha. Ai cha, nó chuyển mưa ở góc Vĩnh Cửu nè. Thôi xui. Đi đường trong. Đường trong này là mình cũng chưa giờ đi. Bữa mình đi mình xem nghiên cứu trên cái Google Maps trước á. Đi đường trong trải nghiệm. Với lại nó chắc là nó cũng sẽ ít xe. Phim trường Hera. Phim trường luôn á. Đường này thấy nhanh quá ha. Nhưng mà huyện Vĩnh Cửu lớn lắm. Nằm giáp Biên Hòa. Mà nó lớn ơi là lớn. Còn lâu nó mới tới đập thôi chứ. Nè, đi đường nào đây? Thì tấp vô. Giáo xá Tân Triều.
nó kết nối với là cái Garmin này, mình chọn cái điểm vị trí. Cái phần mềm này thì nó không có load cái bản đồ của Việt Nam lên được, mình phải phải ghim nó thôi, ghim vị trí nó rồi mình ping cái đó qua, thì bây giờ nó sẽ chỉ đường mình đi ha, lợi hại cái chỗ đó đó. Còn mấy cái thiết bị sau này thì dĩ nhiên nó đời sau nó hiện đại hơn, nó tiện dụng hơn, nhưng mà nó mất đi cái tính truyền thống của thằng Garmin. Mới xem lại bản đồ thì nhớ được cái tên nữa rồi, 768. Như đi đường ngoài mà đường Hố Nai Ngã Ba Chi An quẹo vô thì nó sẽ là DT763 hay sao. Đường trong này đi thích ghê nè, xe tải chở vật liệu xây dựng á. Ôi trời ơi, mấy nhà ở đây tội luôn á. Quá trời, mấy xe tải cày quá mà. Cầu gì ta, thôi hên quá, đường vòng lại. Nhiều đường quá ha, đúng là nhiều, quá nhiều nơi mình không biết. Nãy mình đi trên cái cầu này xuống nè, mà nó bắt tuốt chạy tuốt bên kia dòng lên rồi mới chạy dòng lên lại được cái đường này. Chạy một bên đường một bên sông. Cái đường này đi hay quá, nhìn nó kiểu đường quê, đường làng quê. Đi đường này hay hơn đường quốc lộ bên ngoài nhé. Nó sắp tới Hiếu Liêm rồi nè, còn 8 cây nữa tới Hiếu Liêm. Ôi vô nay mát lạnh luôn. Ngộ ta, cách rừng nè, có rừng nó mát. Trời, nó vô nó chênh lệch nhiệt độ rõ luôn á, nó lạnh hai cánh tay luôn. Ôi đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Có bướm rồi nè. Nó chỉ có con dậy thôi, thấy đẹp rồi đó. Cái thằng biker ông nào cũng vậy đó. Nhiều khi cái chuyện rất là bình thường đối với người ta, nhưng mà đối với tụi mình thì thấy nó rất là đẹp. Đi qua bến phà Hiếu Liêm, có lẽ là cái bến phà mà thấy mấy anh em hay đi quá, chắc là đường đó. Phải chưa đi lần đường lần này lần nào nên cũng không rành lắm, không biết phải nó không. Nè, nó chỉ đường đi qua bến phà nè, bên đây phải đi qua phà. Ngồi đường xuống phà đẹp quá ha. Dạ. À.
tới nơi. Hay quá. Bến phà Hiếu Liêm. Đến đây thì hết lạc rồi. Cái này nhà máy điện thủy điện Trị An nè. Đây là hồ Trị An. Nãy mình đi bên phà Hiếu Liêm qua. Nhìn rất là yên tĩnh ha. Mình cho mọi người xem. Nãy mình đi cái đường bên kia qua. Cái đường nãy mình đi ở dưới qua. Trời, còn nghe dế kêu nè. Nghe dế kêu không? Đó. Đã chưa? Khả năng tối là tối sẽ bị lạnh. Câu cá. Bãi ở đây củi bao la. Rồi. Ok. Xuống đây.
cà phê không? Lấy một chút nè. Cà phê không? Uống cà phê gói. Cà phê gói hả? Đợt trước cũng hay mang cà phê pin đi để pin nó nhỏ giòn từ từ ấy. À. Lực gần quá hay lười. Vòng xuống cái đường nhựa ở dưới luôn. Băng qua bên kia nữa. Chưa. Băng qua bên kia chưa tới. Đấy cái đường nhựa đó, chạy ngang. Tức là băng xéo xéo qua bên kia. Nó cũng có một cái cuối đường ấy này. Nó có một cái làng dân chắc phải mười mấy hơn chục hộ ấy. Ừ. Này ở trong đấy luôn đấy. Quá à, được đúng con cá trời. Một con hả? Đúng con. À vậy hả? Lấy cái gì nữa? Không, không có xài than. Có đâu, anh này vô có mình à. Rủ đi qua cái khu rừng Mã Đà, bạn chỉ cho một cái chỗ cam khác thú vị. Bạn này người địa phương đâu ra là bạn rành lắm. Giờ mình chạy theo bạn coi như thế nào. À, quay ngược nắng nên nó sẽ không đẹp. Vô bìa rừng rồi. Trong cái đoạn intro là mình quay trong này nè. Rừng Mã Đà. Ai chà, đường cát sỏi không à. Đi này dễ trượt lắm. Đường đất không sợ mà sợ đường sỏi mà tròn tròn nè, khó chịu lắm. Hồi sáng dậy anh em đu bơi trên đường Hồ Chí An quá trời. Mát mẻ. Vô đây không có nắng. Mà bên này nó còn không tối như bên Thác Mai á. Thác Mai tối lắm luôn á. Ngoài vô ban ngày tưởng như xế chiều á. Bạn nó chạy thẳng qua bên kia. Hãy coi coi.
Thác Mai á, không ít á. Vẫn còn cái hơi sương. Rồi thôi anh đi về luôn nha. Rồi bye bye nha. Rất nhiệt tình ghê. Bạn nói để bạn quay trang clip chạy qua suối. Trời luôn. Nhờ bạn này bạn đứng bắn canh canh hình chụp chạy qua suối. Bạn này người địa phương dễ thương ghê, nhiệt tình lắm, dân cam chính hiệu luôn á, bỏ giờ con ở nhà đi cam. Sỏi quá, nó chạy nó bê bê cái đít sao á. Tại sao mình yên sao mình chở nặng á. Sỏi nó bê 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 khó chịu. Nguyên xin mọi người mà chạy băng qua một cái con đường mà hai bên là rừng á, nó đã lắm mọi người, rất là đã, cái cảm giác đó rất đã luôn, mà nhất là chạy một mình nữa là thôi luôn á, đỉnh của chóp luôn. Cắm trên đảo này nè, đó đảo đó, đó đảo xanh, nó là cái đảo cuối cùng trước khi đi vô cái đoạn rừng Mã Đà ha. Ồ, được hai lần. Lần cái loại cam. Lần này là cái bao tay. Hên, gọi là hên lắm á. Cái tracking mode của Flycam á, nhưng mà chắc là cái độ tương phản nó lúc đó trời nắng quá hay sao á, chứ là nhiều người á, nên ra là nó bám đuôi không có tốt, rồi cuối cùng nó hạ cánh xuống xuống giữa đường á. Rồi mình quay lại thì mấy bạn kia lụm giùm. Người ta câu quá trời. Cái bãi hôm qua mình cắm á, người ta câu lên cá chạch á. Cá chạch con dài dài không. Rồi mà mình thấy câu cá, mình thấy cái tội tội sao mà không có chơi. Không có chơi cái món đó. Đường cũ về ha. Rồi nó sẽ chạy dọc xuống dưới đây. Đó, dưới là thủy điện nè. À.
của nhà máy để ý điện Chi An nè. Cái bãi cam hôm qua cũng lịch sự. Cái chị chủ dễ thương, 20.000 đêm, có lẽ là bãi cắm rẻ nhất ở dọc khuôn viên hồ á. Nhà thờ Hiếu Liêm trong này. Không biết. À, bến phà Hiếu Liêm. Chưa tới một phút nữa tới à. Khớp nối cho nên nó gặp tới gặp lui á, mình sợ đi nó rung, nhưng mà đúng là người ta thiết kế, người ta tính rồi ha, đi rất là êm luôn á, nó cứng, rất là cứng khừ luôn. À, nó cho cái tầm nhìn bao quát hết được cái chiều rộng của con đường ở phía sau luôn. Đài tưởng niệm Võ Nguyên Giáp. Ở nhà cô nằm cô đơn nha. Nó sông Đồng Nai nè, bắt nguồn từ Trị An về, nước đục ngầu à. Đi đường về Camin nó dẫn đi đường khác á, đi theo hướng Tân Phong đường, là đi đường thấy nó sạch, không có xe tải nhiều, không có bụi bặm như cái đường Vũ Long. Mà thấy có vẻ như cũng nhanh hơn hay sao? Mình về đến cầu Hóa An rồi ha mọi người ha. Chắc là cái clip của mình sẽ kết thúc ở đây. Chỗ đó cam được, nhưng mà sẽ nếu như mà mọi người mà làm vlog á thì nên đi ngày thường. Còn đi ngày cuối tuần như mình hôm qua thì cũng sẽ rất là đông. Mà đông thì mọi người người ta hay chơi nhạc loa chảo kéo á, mà nó sẽ ồn. Cái thứ hai là bạn làm vlog nó sẽ dính những cái âm thanh khác, nó không có hay. Biển số xe, biển số xe.